Những cung đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam ai cũng phải trầm trồ. Việt Nam là quốc gia có rất nhiều đồi núi, và những con đường vừa đèo thì luôn là thử thách và nguồn cảm hứng của những dân phượt. Vậy bạn đã từng đến những cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam này hay chưa? Thế cùng blog du lịch khám phá top 5 cung đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam mà ai cũng muốn chinh phục bạn nhé! Cung đường đèo Mã Pì Lèng ở Hà Giang. Địa chỉ: Bãi Lủng, Mèo Vạc, Hà Giang. Trong danh sách những cung đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam thì cái tên đèo Mã Pì Lèng là một trong những tượng đài mà bất kỳ phượt thủ nào cũng muốn chinh phục một lần. Không thể nào bỏ qua được cung đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam Mã Pì Lèng này được, bởi vẻ đẹp của con đường đèo này. Vị trí địa lý của đèo Mã Pì Lèng nối liền hai huyện là Đồng Văn và Mèo Vạc và được mệnh danh là đệ nhất hùng quan của Hà Giang. Đặc điểm nhận dạng của cung đường đèo Mã Pì Lèng rất là ấn tượng, vì nó có 9 khúc quanh co, uốn lượn, với một bên là vực sâu thăm thẳm và một bên là vách núi dựng đứng. Trái ngược với vẻ đẹp của cung đường đèo Mã Pì Lèng, thì ngay ở bên dưới dòng sông Nho Quế lại rất là mềm mại uốn lượn, khiến cho cảnh sắc thiên nhiên tại đây thêm hài hòa và ấn tượng. 2. Cung đường đèo Ô Quy Hồ. Địa chỉ: Sơn Bình, Tam Đường, Lai Châu. Nếu trong danh sách những cung đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam, thì cái tên cung đường đèo Ô Quy Hồ cũng là cái tên sáng chói. Mỗi thời điểm bất kỳ trong ngày, thì bạn sẽ được check-in tại đèo Ô Quy Hồ, cũng sẽ có những shot hình đẹp đến mê mẩn. Nhiều người còn đến đỉnh đèo Ô Quy Hồ để săn mây ở Sapa vô cùng ấn tượng. Khi đứng trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, thì bạn sẽ được bao quát toàn cảnh núi rừng xanh mướt bạt ngàn. Tại cung đường đèo ấn tượng nhất Việt Nam này, còn có một điểm check-in siêu hấp dẫn, chính là cây thông cô đơn, đứng chênh vênh giữa đất trời, cũng được rất nhiều bạn trẻ tìm đến để check-in. Bạn hãy thử chinh phục cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam này, xem những gì blog du lịch miêu tả có đúng hay không bạn nhé! 3. Cung đường đèo Hải Vân. Bạn có biết đèo Hải Vân còn được gọi với danh xưng rất kêu là thiên hạ đệ nhất hùng quan hay không? Không ngoa khi công nhận điều đấy đâu nhé! Từ đèo Hải Vân nối liền với Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng, mà sẽ thu vào tầm mắt của mình một vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, rất thích hợp cho những ai đam mê khám phá và thử thách. Mặc dù cung đường đèo đẹp nhất Việt Nam này khá là ngoằn ngoèo, khúc khuỷu, nhưng đó lại là thách thức khiến cho nhiều người muốn chinh phục. Từ trên cung đường đèo Hải Vân nhìn xuống, xung quanh là núi non trùng điệp, bên dưới là biển xanh mênh mông, tạo nên một khung cảnh đẹp đến mức không thể bỏ qua dành cho những dân phượt chính hiệu. 4. Cung đường đèo Tà Nung. Địa chỉ: đường tỉnh 725, giáp danh phường 5 và xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đèo Tà Nung hay còn gọi là con đường tơ lụa, vì một lý do rất là đơn giản cũng rất đáng yêu, là do cung đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam này đi qua ngôi làng nghề dệt tơ lụa. Vị trí của đường đèo Tà Nung thì nằm trên cao nguyên Lang Biang, nên blog du lịch khuyên các bạn nên thử đi xe máy để cảm nhận rõ ràng hơn vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên này nhé. Với tổng chiều dài khoảng 30 km, với nhiều khúc uốn lượn quanh co, tạo nên một bức tranh thật đẹp ở cao nguyên. Con đường đèo đẹp nhất Việt Nam này cũng khá là hiểm trở, vì một bên đèo là núi rừng bạt ngàn, còn một bên là vực sâu thăm thẳm, nhưng đủ hấp dẫn để cuốn hút những phượt thủ đến để trải nghiệm. 5. Đèo Bắc Sum. Vị trí: dốc Bắc Sum từ xã Minh Tân, Vi Xuyên lên xã Quyết Tiến, Quản Bạ. Đèo Bắc Sum cũng nên nằm trong danh sách những con đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam. Đèo Bắc Sum cũng rất là đặc biệt vì con đường ngoằn ngoèo luôn là thách thức cho mỗi tay lái khi qua đây. Thế nhưng điều này không làm cản bước các phượt thủ được đâu nhá. Được một lần lượn tay lái qua cung đèo đẹp nhất Việt Nam này, bạn sẽ thấy quả thật thiên nhiên Việt Nam mình rất là tươi đẹp. Con đường dốc Bắc Sum nhìn từ xa giống như một con rắn khổng lồ vì nhiều uốn khúc. Con đường đèo ấn tượng này thì nằm uốn mình dưới thung lũng Tam Sơn, mang một chút không khí se lạnh rất là khó quên. Bạn đã từng đến check-in con đường đèo đẹp nhất ở Việt Nam nào trong số này hay chưa? Bạn thấy ấn tượng với cung đường đèo nào nhất? Hãy cho blog du lịch biết cảm nhận của bạn nhé! Và video hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!